你好，你编号几号？他编号0274。你去过台湾了吗？那你过来乱车？去。他还没去过。在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan nên có người thân bạn bè gì không? Không. Ta mấy hiểu. Nhi huy châu yên hư chiểu mà. Em có biết hút thuốc uống rượu không? Không. Ta bú huy châu yên hư chiểu. Nhi mu chén tại Việt Nam chua sở mơ công chua. Hiện tại ở Việt Nam em làm công việc gì? Thợ hàn và thợ tiện. À, tại Việt Nam ta chua à, tiên hàn khớ chưa chuán công. Tại Việt Nam, 1 tháng xin sủi bao nhiêu tiền? Em làm lương ở Việt Nam 1 tháng được bao nhiêu? 4 triệu. Tha xin sủi ta cai 200 khoai mấy chi? Tao Thái Hoan công chua, nếu của cô chủ giao nhỉ thay thế cha ba, nỉ yên nhi mà. Làm việc ở Đài Loan, nếu chủ sử dụng yêu cầu em phối hợp tăng ca, em có đồng ý không? Có. Tha yên y cha ba. Tôi xin thiên nhân sư được công chua, nhỉ ở sở mẫu ôn thí mà. Hôm nay phỏng vấn thì em có vấn đề gì thắc mắc không? Không ạ. Ta mấy ở sở mẫu ôn thí? Tâu trinh chủ lâu mà. Em hiểu rõ cả chưa? Rõ ạ. Ta tâu trinh chủ lợ. Xin thiên nhỉ khuế tá được ôn thí, nhỉ yêu lão sứ, chuê sứ, quân nâng chi thiên để chứ tao mà. Những gì em trả lời hôm nay thì phải thành thật, không được nói dối nhá. Em biết không? Em biết. Ta chuê sứ. Hào, nà xem xe kế nhỉ thí xa bao. Chỉnh thí xứ sự. Bây giờ mời em đứng dậy bê bao cát 10 lần. Sự. Hào, chuẩn bị. Khai sử. 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。OK，OK，谢谢，谢谢。